diễn viên Hồng Diễm vừa khoe loạt ảnh mới hội ngộ bạn diễn ăn ý Hồng Đăng. Cô viết, nghe nói anh Đức Xuân của Thương Ngày Nắng về sắp làm mưa làm gió trên màn ảnh. Hôm qua tóm được anh ý phải xin chụp ngay mấy kiểu ảnh, không mấy bữa nữa anh ý hot quá lại khó đến gần. Có thể thấy Hồng Diễm cũng là một fan cứng của các bộ phim truyền hình Việt. Bộ phim Thương Ngày Nắng và hiện đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả nhờ câu chuyện về gia đình, tình thân đầy cảm động. Nhân vật của Hồng đang sẽ xuất hiện trong giai đoạn hiện đại của phim. Anh đóng vai Đức chồng của Khánh. Có thể nói lâu lắm rồi Hồng Diễm mới lại đăng ảnh tái ngộ người tình màn ảnh ăn ý nhất của mình. Khỏi phải nói, fan dần dần tới mức nào. Tuy nhiên hình ảnh mới của Hồng Diễm chụp cùng Hồng Đăng cũng khiến nhiều người thắc mắc về mái tóc dài của nữ diễn viên. Ngoài ra, diễn viên Mạnh Trường cũng vào bình luận vô cùng hài hước khi cà khịa vòng eo của Hồng Diễm. Anh viết, hình như thắt lưng không vừa nên phải buộc tặng kiểu kia thì phải. Đáp lại Mạnh Trường, Hồng Diễm dí dỏm nói rằng do vòng eo của cô nhỏ quá nên thắt lưng bị thừa nhiều, phải thắt nơ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.